Mình mới mua phần mềm tính chiều cao, ai cần tính hộ không? Ông nào nhập chiều cao là 175 mà nó hiện kết quả là 185 thì nên xem lại người yêu nhé. Xin info người tạo ra ứng dụng này, phải ông đấm cho mấy nhát, công với trả cụ. Tôi cao 1m67 thì cao bao nhiêu vậy AD? Máy gì thông minh thế, tính chuẩn bê lù, đúng như khai báo vậy. Quên bảo anh em, nó tính là chiều cao cộng với sừng nha. Top 10 bí mật loài chó không bao giờ nói với bạn. What? Chấm tất cả mọi thứ với thức. Thế bọn nó có nói với ông trong clip à? Quá chuẩn luôn. Chán éo buồn nói. Dưng Vlog mua xe máy điện tặng mẹ bà Tân Vlog, món quà 20 tháng 10. Rồi rốt cuộc là tặng bà ngoại hay tặng mẹ? Tình trạng YouTube Việt Nam bây giờ, dán nguyên một cục cứt để ăn thử và cái kết đáng lòng. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, chó. Chó sủa gâu gâu, chó sủa cực hay, tiếng chó sủa dữ dội, chó sủa thế này mới là chó chứ. Em chưa bao giờ hôn ai. Mồm em trước giờ chỉ dùng để ăn thôi ạ. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ được hôn má ai đâu. Răng vàng như đậu rán, mồm thối như tre ngâm, nước dãi chảy âm thầm, ôi cái mồm thằng. Ôi cái mồm thằng Tuấn. Chào anh, bên anh còn tuyển người làm nữa không ạ? Còn nhé, làm phụ hồ. Còn vị trí nào cao hơn không ạ? Còn, phụ hồ ở tầng 2. Cao hơn nữa là phụ hồ ở tầng 3, 4, 5. Cao nhất là tầng thượng nhé. Cao nhất nhất nữa thì leo lên đầu tao ngồi luôn đi. Chỗ mình có dạy cách trộn hồ bằng xi măng với cát và nước nha. Bạn nào cần học liên hệ mình ạ. Tập tạ trước tuần sau còn tung gạch nào. 2K2 cố lên nhé. Hãy cho thấy rằng mình có thể phụ hộ ở tận tầng 3. Một số trường cho các em tham khảo nè. 2K1 gửi cho 2K2 bộ phim Rời Nhà Đi Con, khởi chiếu ngày 8 tháng 8. Đại học không phải là con đường duy nhất các em nhé. Trần Duy Hưng cũng là một con đường, vậy nên cứ bình tĩnh mà làm bài. Anh chỉ giúp được đề văn thôi, chứ đề toán thì anh chịu. Kỳ thi. Like và đăng ký kênh để nhận video mới hàng ngày nhé.